với nhau bước vào phần tìm ý, lập dàn ý và viết bài các em nhé. Đối với phần này thì thường là chúng ta sẽ tìm ý, lập dàn ý xong rồi chúng mình sẽ tiến hành viết bài. Tuy nhiên là ở đây thì cô sẽ hướng dẫn chúng mình một cái cách trình bày để các bạn có thể thấy rõ được một cái phần là tìm ý nó tương ứng với cả phần viết chi tiết như thế nào. Thế nên là chúng mình sẽ kẻ cái bảng này vào vở giúp cô nhé. Chúng ta sẽ chia vở của chúng ta ra thành hai cột. Trong đó thì cột bên trái là chúng ta sẽ nhỏ hơn một chút, còn cột bên phải thì sẽ rộng hơn một chút. Đó, thì chúng mình sẽ kẻ vào trong vở giúp cô nhé. Rồi, kẻ xong thì bây giờ các bạn chú ý vào đây. Một cột là chúng ta sẽ có tiêu đề là viết gì, còn một cột là chúng mình sẽ là viết như thế nào. Tại sao lại như vậy? Bởi vì là khi chúng mình viết một bài văn đi thì chung quy lại cũng là để giải quyết được là viết cái gì ở đó và chúng mình sẽ viết nội dung đấy như thế nào. Và thực chất thì cái cột viết gì này là cột để chúng ta tìm ý, còn cái cột mà viết như thế nào là cột mà chúng ta sẽ làm hoàn chỉnh. Đó, đấy là cái ý đồ của cô để mà hướng dẫn chúng mình cách trình bày như thế này. Bây giờ trước tiên mình sẽ đi vào phần mở bài trước đi. A lớn, mở bài. Bây giờ đối với phần mở bài thì mình sẽ viết gì ở trong phần mở bài đây? Đúng không ạ? Các con có thể nhìn lại cái phần yêu cầu cần đạt được không? Bởi vì ở đây chúng mình viết là viết dựa theo yêu cầu cần đạt. Yêu cầu đặt ra như thế nào thì mình sẽ cố gắng thực hiện theo cái yêu cầu như thế để đạt được cái yêu cầu như thế. Thì vừa rồi khi mình phân tích cái bảng yêu cầu cần đạt ở trong sách giáo khoa thì mình biết được là phần mở bài cần phải đảm bảo một yêu cầu như sau. Đó là đó là chúng mình phải giới thiệu khái quát được tác phẩm truyện cần phân tích này, bao gồm nhan đề, tác giả, thể loại và nêu nhận xét chung về tác phẩm. Được không? Vậy là mình sẽ có hai cái nội dung như vậy cần phải viết ở trong phần mở bài. Một là giới thiệu về đối tượng chúng ta sẽ phân tích, và thứ hai là nêu ra được cái nhận xét chung về tác phẩm. Đó là yêu cầu bắt buộc chúng ta phải thực hiện được trong phần mở bài, đúng không? Đó, thế thì ở đây hai cái yêu cầu đó nó sẽ là những cái yêu cầu ở phía bên dưới này. Còn trước đó, trước khi mà chúng mình giới thiệu về tác phẩm này, trước khi mà chúng mình nêu ra nhận xét chung về tác phẩm đó, thì thường cô hiểu là chúng mình muốn hướng tới những cái mở bài nó đặc sắc hơn. Và chúng ta gọi cái quá trình mà chúng ta dùng một số những câu văn để dẫn dắt đó, chúng mình gọi là phần dẫn dắt đi, được không ạ? À, phần dẫn dắt. Rồi, trong phần mở bài thì chúng ta sẽ biết những gì? Chúng mình sẽ có những câu văn dẫn dắt này. Chúng mình sẽ có câu văn là giới thiệu tác phẩm, đúng không? Tác phẩm cô viết tắt nhá. Giới thiệu tác phẩm thì sẽ bao gồm là tên tác phẩm này, bao gồm là tên tác giả này và thể loại này, đúng không? Đó. Rồi một nội dung nữa cũng bắt buộc chúng ta cần phải nêu ở trong phần mở bài, đó là nhận xét chung của chúng ta. Nhận xét chung của chúng ta về tác phẩm. Rồi, nhận xét chung. Đúng không ạ? Vậy nhìn vào đây nhá. Thì các con nghĩ rằng là phần mở bài quan trọng nhất nó là cái gì trong ba ý này? Đúng không ạ? Có bạn thì cho rằng phần mở bài thì quan trọng nhất là phần dẫn dắt, đúng không? Bởi vì thường dẫn dắt là những câu văn đầu tiên và chúng mình nghĩ rằng mở bài là cái phần đầu tiên của bài nên dẫn dắt là phần quan trọng nhất. Nhưng không đúng đâu. Ở đây phần quan trọng nhất trong mở bài đó là phần giới thiệu tác phẩm và nêu ra nhận xét chung. Bởi mở bài như yêu cầu cần đạt chúng ta đã thấy đấy, đây là hai cái yêu cầu quan trọng nhất. Hai yêu cầu này khi mình thực hiện được thì nó sẽ giúp mở bài của chúng ta là mở bài đúng và đủ. Thế còn phần dẫn dắt này nếu chúng ta viết tốt thì sẽ giúp mở bài của chúng ta hay, được không? Nên trước tiên hãy đi từ một mở bài đúng và đủ trước, sau đó cô sẽ hướng dẫn chúng mình cách để viết mở bài hay. Các bạn hình dung không ạ? Vậy nên bây giờ nhá, chúng mình sẽ sang đến cái cột bên phải này để xem là làm thế nào để mình giới thiệu và nhận xét chung về tác phẩm trong phần mở bài, được không? Ok không ạ? Một cái mở bài mà chỉ có hai phần này thôi thì thường chúng mình gọi là mở bài trực tiếp, là chúng mình sẽ chỉ giới thiệu được tác phẩm, tác giả và nêu ra cái nhận xét chung của chúng mình thôi.
Đó, thế còn là nếu như mà mở bài mà có thêm những phần dẫn dắt thì chúng mình gọi là mở bài gián tiếp. Đấy, vậy bây giờ chúng mình sẽ đi từ mở bài trực tiếp để giúp chúng ta có được những mở bài đúng và đúng trước các bạn nhé. Rồi, đối với hai phần này, chúng mình hoàn toàn có thể viết gói gọn trong vòng một câu. Mở bài một câu có sao không ạ? Không sao, được không? Và trong trường hợp mà chúng mình gọi là còn ít thời gian, không có bất cứ một ý tưởng nào để dẫn dắt tốt, các con lúng túng, chúng mình không biết phải viết mở bài bắt đầu từ đâu, và thời gian thì vẫn cứ trôi qua, kỳ thi của chúng mình sắp kết thúc, thời gian sắp hết rồi, thì tốt nhất là các con cứ viết cho cô một cái mở bài, một câu ở trong mở bài là chúng mình đã được điểm rồi, không giúp không khiến cho chúng mình bị trừ điểm đâu nhá. Thì câu văn đó như sau này, chúng mình có thể nêu trực tiếp luôn tác phẩm A, hoặc là ở đây nếu như cần phải nêu thể loại mà con nắm rõ được thể loại của chuyện đó, ví dụ đấy là chuyện ngắn hay là chuyện truyền kỳ, được không ạ? Đấy thì con có thể nêu luôn, hoặc không thì con có thể nêu là tác phẩm A. Của tác giả B. Đã để lại ấn tượng sâu sắc. Đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc. Với chủ đề xe và những nét nghệ thuật đặc sắc, độc đáo. Được không? Bây giờ chúng mình chú ý vào câu này một chút nhá. Các con ghi xong chưa ạ? Đây, bây giờ chú ý vào câu này. Thì câu này được trình bày dưới dạng một công thức, nhưng cô sẽ phân tích công thức này để chúng mình hiểu nhá. Công thức này đã thể hiện được cả hai nội dung quan trọng nhất của phần mở bài, bao gồm giới thiệu tác phẩm tác giả. Thì đã giới thiệu chưa? Đây, tác phẩm A của tác giả B, được không? Còn về thể loại, nếu như mà con biết chắc chắn về thể loại, con tự tin về thể loại của tác phẩm đó, thì các con có thể thay thế cái từ tác phẩm này. Con có thể gọi là truyện truyền kỳ A của tác giả B, hoặc là truyện ngắn A của tác giả B. Đó, thì tùy nhá, cái phần thể loại này nếu mà con tự tin, con chắc chắn thì con có thể thay thế cái từ tác phẩm. Còn không thì con cứ nêu là tác phẩm A của tác giả B. Tất nhiên là tùy vào từng đề bài, tùy vào từng tác phẩm mà chúng ta sẽ thay thế A và B ở đây. Được chưa ạ? Vậy là cái nội dung giới thiệu là chúng mình đã giới thiệu được rồi. Thế còn cái phần nhận xét chung về tác phẩm thì sao? Đó chính là cái phần này đây ạ. Để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc. Với chủ đề C và những nét nghệ thuật đặc sắc, độc đáo. Nghĩa là chúng ta đã nêu ra nhận xét chung về chủ đề và những nét đặc sắc nghệ thuật rồi đấy. Còn tất nhiên tác phẩm nào thì nó sẽ có chủ đề riêng của nó, chứ cô không thể cố định một chủ đề để các con thay thế vào đây được. Nên là để viết được câu này thì các con cũng phải xác định được chủ đề của cái tác phẩm mà chúng ta cần phân tích. Còn về cách xác định chủ đề thì xíu nữa đến phần thân bài cô sẽ ôn lại cùng với chúng mình nha. Đó. Và mở bài của chúng mình, nếu như mà gọi là gấp rút, hoặc là bạn nào theo đuổi một cái phong cách viết cụ thể, đấy, một cái phong cách viết đơn giản, cụ thể, đúng và trúng, thì chỉ cần một câu như này là đủ rồi, được không? Và các bạn cũng nhớ nhá, là mở bài của chúng ta dẫn dắt từ điều gì thì dẫn dắt, nhưng phải có được cái nội dung như thế này. Thì đây là một cái dạng câu văn mà giúp cho các con có thể viết cái phần giới thiệu tác phẩm và nhận xét chung trong mở bài nghị luận về một tác phẩm truyện rất là đơn giản. Tương tự chúng ta cũng có thể áp dụng với tác phẩm thơ luôn đấy. Đấy, chỉ là ở đây thì nếu như mình có cái thể loại cụ thể thì mình thay thế vào. Còn công thức này thì mình dùng dùng cho cả thơ cũng được, dùng cho cả truyện cũng được. Nha, được không?
Đó, các em hình các con hình dung ra chưa ạ? Với cả là nhá, đây không phải là kiểu câu duy nhất. Chúng ta có rất nhiều những kiểu câu khác. Thế nhưng mà cô thấy là ở lớp mình thì chúng mình đang khá là lúng túng trong cái việc giới thiệu tác giả tác phẩm. Câu cú là hay bị lỗi, hay bị sai về ngữ pháp này, bị lặp từ này, bị lủng củng này. Thế nên là cô giới thiệu một cái công thức như thế này. Bạn nào mà chúng ta vẫn còn khó khăn trong cái việc diễn đạt thành câu hoàn chỉnh thì các con cứ dùng luôn công thức này giúp cô nhá. Còn bạn nào mà chúng ta có được cái cách diễn đạt riêng thì chỉ cần làm sao đảm bảo được những nội dung ở cái cột bên trái này là tốt rồi. Được chưa nào? Đấy, chứ cô không bắt buộc là chúng mình phải viết lúc nào cũng phải viết như này nhá. Còn một cách viết khác rất là tốt. Đấy, nhưng nếu như mà con chưa biết cách viết đúng thì các con cứ áp dụng công thức này là xong. Nhớ chưa? Được không nào? Bây giờ cô lấy ví dụ, vừa rồi đối với đề bài mà chúng ta chọn thì các con chọn tác phẩm Chuyện Người Gái Nam Xưa đúng không? Thế bây giờ mình thay thế vào đây thì mình sẽ có là tác phẩm Chuyện Người Con Gái Nam Xưa của tác giả Nguyễn Dữ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc với chủ đề số phận bất hạnh và những phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ cùng những nét nghệ thuật đặc sắc độc đáo. Được không ạ? Ok chưa? Thế thì chủ đề C của chúng ta ở đây là số phận bất hạnh và những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ trong xã hội xưa. Đó. Thế còn tác phẩm A là Chuyện Người Con Gái Nam Xưa, tác giả B là tác giả Nguyễn Dữ. Thế thế là xong. Thế là chúng mình mở bài trực tiếp như thế là xong rồi đấy. Được không? Các con hình dung ra không? Đó. Chúng mình viết lại ví dụ nhá. Chúng mình viết lại ví dụ xuống cái phần dưới này giúp cô để chúng mình hiểu này. Ví dụ đấy, như cô vừa mới nêu đó, chúng mình chỉ cần thay thế A, B và C vào trong cái công thức này thôi là chúng mình đã có thể là hoàn thiện một mở bài trực tiếp rồi, được không? Thấy đơn giản không? Cũng chỉ cần có thế thôi, đấy là đảm bảo được yêu cầu tối thiểu của phần mở bài nhá. Được chưa? Chúng mình sẽ viết 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 hoàn chỉnh giúp cho cô cái phần ví dụ đó, viết hoàn chỉnh ra nha, và có thể đọc lại để thấy được rằng là câu này tuy là nó dài đấy, có phải là chúng mình có bạn thắc mắc là bình thường cô khuyên là chúng ta không nên viết những câu quá dài bởi vì như thế là dễ lủng củng, như thế là dễ bị lỗi ngữ pháp. Nhưng mà câu này nó dài nhưng mà không bị lỗi ngữ pháp ở chỗ này, chủ ngữ là tác phẩm A của tác giả B đúng không, vị ngữ là đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc với chủ đề C và những nét nghệ thuật đặc sắc độc đáo. Đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ, cũng không bị lặp từ. Được chưa? Đó, nhá. Thì đấy là về cái phần chúng ta giới thiệu tác phẩm và nhận xét chung. Đó, điều đó đã giúp cho chúng ta viết được một mẩu bài đúng và đủ rồi. Nhưng mà nếu như chúng mình muốn viết được một mẩu bài hay thì làm thế nào đây? Cái sự đặc sắc, cái sự độc đáo, gọi là sự mới lạ ở trong phần mở bài thì nó nằm ở phần dẫn dắt này. Bởi các con hiểu là ở đối với một đề bài khi mà đi thi có hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn các bạn thí sinh thì bạn nào cũng phải đảm bảo được hai yêu cầu này, đúng không ạ? Đó, thế nên nếu như mà bạn nào cũng chỉ đảm bảo hai yêu cầu này thế là chúng mình sẽ có những cái mở bài giống nhau rồi. Thì sự khác biệt giữa các mở bài đó nó nằm ở phần dẫn dắt. Phần dẫn dắt này có rất nhiều ý tưởng nhá. Thường thì các con hay dẫn dắt từ đâu? À, từ câu nói đúng không? Từ câu nói nhận định rồi, ok. Nhận định, cô gọi là nhận định đi. Thì nhận định này chúng mình sẽ gộp tất cả những dạng là lời phát biểu, câu nói, chia sẻ, câu văn hay là câu hát của các tác giả khác, của các tác giả nổi tiếng nhá. Được không? Thì mình gộp hết vào đây, mình gọi là đi từ nhận định này. Tiếp, mình cũng có cách đi từ cảm nhận cá nhân. Như cái bài tập về nhà các con thử viết trước phần mở bài thì cô thấy là chúng mình đa số đi từ cảm nhận cá nhân, nghĩa là mình có những cái suy nghĩ gì, những trải nghiệm gì trong quá trình học văn, đọc văn thì chúng mình viết ra đây. Đó, nghĩ gì, làm gì thì chúng mình viết ra đây. Cô gọi đấy là cách đi từ cảm nhận cá nhân. Được chưa? Nhưng bên cạnh đó cũng có một ý tưởng dẫn dắt rất là đơn giản nữa. Có lẽ có nhiều bạn chưa biết, đó chính là chúng ta đi từ đề tài. Đi từ đề tài của tác phẩm. Thì trong những tác phẩm mà chúng ta biết này, hoặc là những tác phẩm mà có thể xuất hiện trong đề thi ấy, thì thường
thường là nó sẽ viết về những cái đề tài nổi bật, những đề tài lớn, ví dụ như là đề tài tình yêu quê hương đất nước, ví dụ như là đề tài về người phụ nữ này, ví dụ như là đề tài về tình mẫu tử, tình phụ tử, đề tài tình cảm gia đình đó. Thế nên là khi mà biết được đề tài của tác phẩm, chúng ta cũng có thể dẫn dắt từ chính cái đề tài đó, được chưa nhá? Vậy bây giờ cô sẽ giới thiệu cho chúng mình, hướng dẫn chúng mình những cái cách dẫn dắt đi từ nhận định này và đi từ đề tài này đấy, để các con có thêm những cái sự lựa chọn, có thêm được những cái cách viết để mình suy nghĩ và thử áp dụng trong bài văn của mình xem sao nhá. Trước tiên là đi từ nhận định. Đi từ nhận định thì mình sẽ viết như thế này. Ý tưởng là sẽ dùng một nhận định trích ra, rồi sau đó là dẫn dắt và giới thiệu về tác giả tác phẩm mà mình cần phân tích, đúng không ạ? Đấy, thế thì nhận định chúng ta nên chọn sẽ là nhận định nào? Như các con cũng hiểu là chúng mình để mà dùng được nhận định là chúng ta phải thuộc cái nhận định đó. Thế nếu như trong trường hợp mà mình dùng những cái nhận định mà chỉ dùng được cho một số tác phẩm cố định, nhất định thôi, ví dụ những nhận định về riêng một tác giả hay một tác phẩm nào đó, ví dụ có nhận định về tác giả Nguyễn Dữ chẳng hạn, đúng không? Đấy, thế thì nếu như mình chỉ thuộc cái nhận định về tác giả Nguyễn Dữ thôi, thì chúng ta sẽ chỉ dùng được cho cái đề bài về những tác phẩm của Nguyễn Dữ. Đấy, nên là ở đây chúng ta ưu tiên sử dụng những nhận định mà nhận xét về văn học nói chung. Đó, nhận xét về những cái quy luật trong văn học nói chung ấy, thì khi đó là tác phẩm nào mình cũng dùng được, ok không ạ? Đấy, thì các con có biết nhận định nào không? Văn học là nhân học, rồi một nhận định rất là phổ biến đúng không? Cũng được nhá. Thế còn ở đây thì cô giới thiệu, bạn nào chưa biết thì có thể là học thêm cái nhận định này, cũng là một nhận định dễ nhớ, dễ thuộc, dễ hiểu, dễ để chúng ta dùng trong các cái trường hợp khác nhau, đúng không? Thì các con sẽ viết vào trong vở với cô. Đây, bạn nào chưa biết thì có thể chép lại để chúng mình thử áp dụng nhá. Đó là nhà văn Nga. Leonid, Leonov từng viết hai chấm mở ngoặc kép. Ở đây mình trích dẫn trực tiếp nhận định của tác giả ra. Mỗi tác phẩm cô viết tắt nha, được chưa? Mỗi tác phẩm phải là một phát minh về hình thức, phải là một phát minh về hình thức. Và một sáng tạo về nội dung. Một khám phá về nội dung, cô xin lỗi, một khám phá về nội dung. Đó, chúng mình có một nhận định như vậy nhá. Thì để dùng được nhận định này, không phải là các con cứ thuộc lòng là được, mà các con phải hiểu. Tránh tuyệt đối trường hợp mình trích nhận định mà mình không hiểu nhận định đấy là gì, mình học thuộc lòng như những chú vẹt, thì như vậy bài văn của chúng ta sẽ không thể hiện được cái trải nghiệm của các con và không chân thật, đúng không? Đó, chúng ta tất nhiên là hướng tới những cái cách viết đặc sắc, nhưng mà không phải vì thế mà chúng mình cứ học thuộc lòng và không hiểu. Thì hãy nhìn vào nhận định này đều là những từ ngữ gần gũi với chúng ta thôi, không có những hình ảnh tu từ ẩn dụ nào quá khó hiểu. Nhận định này nhấn mạnh về một cái tác phẩm văn học mà muốn có được giá trị thì phải thỏa mãn được hai cái yêu cầu như sau. Yêu cầu thứ nhất là nó phải là một phát minh về hình thức. Hình thức ở đây là gì? Chính là những cái nét nghệ thuật của tác phẩm đó đấy, đúng không nhá? Nó tương ứng với cả những nét nghệ thuật đặc sắc độc đáo đó, đúng không? Ok không nào? Đó. Còn một khám phá về nội dung thì nội dung là gì? Nội dung ở đây nó tương ứng với cả nội dung chủ đề của tác phẩm. Và những cái từ phát minh này và khám phá là những cái từ để nhấn mạnh về sự độc đáo, mới mẻ, những cái phát hiện mới của tác giả trong tác phẩm đó.
Vậy tóm lại thì nhận định này là để nhấn mạnh về việc một tác phẩm văn học có giá trị thì phải là một tác phẩm mà hội tụ ở đó những cái sự mới lạ, độc đáo, đặc sắc cả về hình thức nghệ thuật và cả về nội dung chủ đề. Được không? Thì tại sao cô lại đề xuất cho chúng mình nhận định này? Bởi vì nhận định này thì nó rất là khớp với cả nội dung chúng ta cần phân tích. Ở cái kiểu bài này là chúng mình cần phân tích về nội dung chủ đề và những cái nét đặc sắc nghệ thuật cùng với cái giá trị thẩm mỹ của nó, đúng không? Mà trùng hợp thay thì nhận định này cũng đề cập tới hai cái khía cạnh là về hình thức và về nội dung của tác phẩm. Thì chúng ta dùng một cái nhận định như thế chúng ta sẽ dễ dẫn dắt hơn. Thì dẫn dắt như nào đây? Trích ra xong thì chúng ta không thể đi luôn vào tác phẩm A của tác giả B được. Chúng mình cần có ít nhất một câu để vừa là khái quát lại nội dung của nhận định và vừa là mở ra cái tác phẩm mình cần phải phân tích, cần phải giới thiệu. Thế nên mình sẽ viết là thật vậy này, ví dụ như vậy nhá. Ở đây cô đang bị hết chỗ mất rồi và cô muốn giữ lại cái câu này để xíu nữa ghép vào thành một mở bài hoàn chỉnh. Thế nên là các bạn sẽ chủ động viết vào trong vở của cô nhá. Thật vậy, mỗi tác phẩm văn học, mỗi tác phẩm văn học có giá trị, có giá trị đều cần sự độc đáo, đều cần sự độc đáo cả về hình thức và nội dung. Các con viết tiếp vào giúp cô nhé. Đều cần sự độc đáo. Đây cô viết tiếp bên trên nha. Một này. Đều cần sự độc đáo cả về hình thức, cô viết tắt hình thức này, và nội dung, cô viết tắt nội dung này. Được chưa? Để đem đến những trải nghiệm đáng nhớ cho bạn đọc. Được không? Rồi sau đó chúng mình đến với câu văn giới thiệu tác phẩm. Và tác phẩm A của tác giả B đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc với chủ đề C và những nét nghệ thuật đặc sắc độc đáo. Thì cái sự kết nối giữa cái câu dẫn dắt của chúng ta với cả nhận định thì chúng ta là đang dùng phép lặp và đang dùng phép nối. Phép nối qua từ thật vậy này, phép lặp qua từ hình thức, nội dung. Được chưa? Ok không ạ? Nhá, và cái phép liên tưởng qua những từ phát minh này, khám phá và độc đáo. Đó là đều là những cái từ cùng cái trường liên tưởng về sự khám phá mới mẻ. Được không? Rồi sau đó, cái câu dẫn dắt của chúng ta và câu giới thiệu tác giả tác phẩm thì nó liên kết với nhau ở cái trường liên tưởng đó là gì? Đó là nghệ thuật với cả hình thức này, chủ đề với cả nội dung này. Được không? Đó, câu bên trên tôi khẳng định là một tác phẩm văn học có giá trị thì đều cần có sự độc đáo cả về hình thức và nội dung để đem đến những trải nghiệm đáng nhớ cho bạn đọc. Thì câu bên dưới tôi khẳng định cái tác phẩm mà tôi chuẩn bị phân tích đây sẽ là một tác phẩm mà đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc, cũng chính là đã đem đến những trải nghiệm đáng nhớ cho bạn đọc đấy. Bằng cái gì? Bằng chủ đề và bằng những nét nghệ thuật, hay cũng chính là bằng sự độc đáo trong hình thức, bằng sự độc đáo trong nội dung. Các con hình dung không? Nhá. Đấy, mỗi câu văn chúng ta viết ra là phải có ý đồ và phải có sự liên kết với những câu còn lại. Chứ không phải là trong mở bài mình nghĩ ra được câu gì hay hay một chút là mình ghi hết vào. Như thế thì mở bài của chúng ta nó sẽ không có sự cô đọng này và chúng mình đi mãi vẫn không đến nơi. Được không? Vậy là với cái công thức này chúng ta có 3 câu. 3 câu là chúng mình viết xong một mở bài. Ví dụ nhá. Nhà văn Nga Leonid từng viết: mỗi tác phẩm phải là một phát minh về hình thức và một khám phá về nội dung. Thật vậy, mỗi tác phẩm văn học có giá trị đều cần sự độc đáo cả về hình thức và nội dung để đem đến những trải nghiệm đáng nhớ cho bạn đọc. Và đối với tác phẩm A của tác giả B,
Và tác phẩm A của tác giả B nhé, không có từ đối với. Và tác phẩm A của tác giả B đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc với chủ đề C và những nét nghệ thuật đặc sắc độc đáo. Là từ và đúng không ạ? Thế thì ở đầu câu này mình không có từ và nữa. Mình có thể dùng từ là cũng như vậy. Ok chưa? Nhá, cũng như vậy. Đấy. Bây giờ áp dụng vào trong chuyện Người con gái Nam Xương, cái tác phẩm mà các con chọn để viết bài văn này, thì mình có thể viết hoàn chỉnh là nhà văn Nga Leonov đã từng viết: mỗi tác phẩm phải là một phát minh về hình thức và một khám phá về nội dung. Thật vậy, mỗi tác phẩm văn học có giá trị đều cần sự độc đáo cả về hình thức và nội dung để đem đến những trải nghiệm đáng nhớ cho bạn đọc. Cũng như thế, tác phẩm Chuyện Người con gái Nam Xương của tác giả Nguyễn Dữ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc với chủ đề về số phận bất hạnh và những phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ trong xã hội xưa cùng những nét nghệ thuật đặc sắc độc đáo. Ví dụ như vậy, được chưa ạ? Thế là chúng mình xong mở bài rồi đấy. Đó, thì các con có thể là ghi hoàn chỉnh cái phần mở bài này vào trang vở của mình để mình có cái ví dụ. Về nhà chúng ta có thể xem lại, nghiền ngẫm lại để khi mà mình viết bài thì mình có thể hiểu hơn về cách này nhá. Được chưa? Rồi các bạn ghi bài vào vở nhé.